Chào các bạn, thì tối hôm qua Barcelona đã tiếp Leganés ở vòng 1/8 cúp nhà vua nhằm tìm kiếm chiến thắng để xua tan đi cái nỗi buồn trận thua Valencia mắc ngôi đầu La Liga. Thì ngay từ phút thứ 4 thì Griezmann đã mở tỷ số với pha xử lý gọn gàng trong vòng cấm. Thì đến phút 27, Messi đá phạt góc, Leganés đánh đầu ngược nhân đôi cách biệt. Barcelona hoàn toàn kiểm soát thế trận. Leganés thỉnh thoảng có những cơ hội lên bóng nhưng dứt điểm rất kém. Sang hiệp 2 thì Messi đã rực sáng với hai bàn thắng của Messi là bàn thắng của Arthur. Tỷ số trận đấu chung cuộc là Barcelona thắng Leganés 5-0 để vào vòng tứ kết. Về thống kê của trận đấu thì là Barcelona tung ra được 17 cú sút trong khi Leganés tung được 11 cú sút. Và thời gian kiểm soát bóng của Barcelona là 74%, trong khi thời gian kiểm soát bóng của Leganés chỉ là 26%. Chào các bạn.